Kính thưa quý vị, Angelina Jolie tới Thổ Nhĩ Kỳ thăm dân tị nạn, tin từ Modern. Ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie cũng là đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cùng con gái là Shiloh đã có chuyến viếng thăm đến trại tị nạn nằm ở thị trấn Miyaz thuộc tỉnh Modin của Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm ngày tị nạn thế giới vừa qua. Theo UNHCR, trong 6 tháng đầu năm ngoái, trên toàn thế giới, số người phải bỏ nhà cửa đã lên đến con số 5.5 triệu người và 1.4 triệu người chạy trốn ra nước ngoài. Tâm điểm của những cuộc khủng hoảng là xung đột Syria kể từ năm 2011 đã khiến khoảng 3.8 triệu người phải chạy trốn ra nước ngoài, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, chưa kể hàng triệu người khác phải sơ tán trong nước. Cuộc chiến 4 năm chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đã giết chết hơn 220.000 người và làm bị thương hơn 1 triệu người. Liên Hiệp Quốc cũng cho hay hồi đầu năm nay, số lượng dân tị nạn nhiều nhất từ Syria đã chạy trốn đến 100 quốc gia để thoát khỏi chiến tranh tại quê hương. Trong 3 thập kỷ qua, số người tị nạn Afghanistan luôn dẫn đầu, nay đã giảm xuống thứ hai, với 2.6 triệu người chủ yếu vượt biên giới sang các nước như Pakistan và Iran để sinh sống. Với 1.1 triệu người, Somalia đã trở thành nước có số lượng dân bỏ quê hương đi nhiều thứ ba trên thế giới. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương là nơi đến của chủ yếu những người dân tị nạn từ vùng Trung Đông và Bắc Phi.